Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nhà xe Tao Việt ở huyện Ân Thi từ miền Nam về. Tất cả đều đã được cách ly tập trung. Hai trường hợp này có địa chỉ ở xã Tiền Phong và xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, đi trên chuyến xe của nhà xe Tao Việt từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An về đến tỉnh Hưng Yên vào tối ngày 20 tháng 10 đã được cách ly tập trung ngay, xét nghiệm lần 2 dương tính. Cả hai đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Như vậy, liên quan đến nhà xe Tao Việt từ miền Nam về gồm 25 người đã ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 280 ca bệnh, còn 18 ca đang điều trị. Còn một điểm phải phong tỏa là xóm 5, thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang với 15 hộ. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên cùng 10 huyện, thị xã, thành phố và 161 xã phường, thị trấn đều được đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 2, tức vùng vàng. Độ bao phủ vaccine mũi 1 đạt trên 60% dân số trên 18 tuổi.